Theo thông tin từ Cục An ninh kinh tế, Bộ Công an, hiện nay đang xuất hiện thủ đoạn kinh doanh theo phương thức đa cấp với tên gọi Skyway trên lĩnh vực đầu tư tài chính, tiền ảo, tiền điện tử, tài sản ảo nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân. Cục An ninh kinh tế khuyến cáo, thủ đoạn hoạt động của Skyway là chào bán số lượng cổ phiếu theo 15 giai đoạn để huy động vốn thực hiện các dự án của mình. Mọi người đều có thể mua cổ phiếu của Skyway để trở thành nhà đầu tư. Khi tham gia hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu. Họ được hưởng thêm hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới. Tuy nhiên, Bộ Công an xác định đến nay những nhà đầu tư chưa nhận được tiền lãi, còn cơ quan chức năng cũng chưa nhận được đơn thư tố cáo của bị hại nào liên quan đến hoạt động. Bộ Công thương đã có cảnh báo người dân không tham gia các sàn giao dịch đầu tư tài chính theo phương thức đa cấp Skyway. Đồng thời, một số trang mạng cảnh báo những tiêu cực và mức độ rủi ro không an toàn.